nhìn cái hình dáng này thì nói rằng là nó có giống ấm của Nhật Bản không? Nhưng mà thực ra thì nếu như mà chúng ta nhìn kỹ á, thì chúng ta thấy rằng là ở đây giống như chúng ta nhớ tới những cái hình dáng của các cái đồ nông cụ hoặc là những cái đồ dùng mà hiện tại làm quê Bắc Bộ Việt Nam thì rất là giống, đúng không ạ? Rất là giống luôn ạ. Ở đâu đấy là em thấy cá nhân em để thấy kết hợp của rất nhiều nhiều đồ khác nhau của các cái đồ dùng, mà nếu như mà các anh chị nào đặc biệt là các anh chị nào có cuốn hút mà nhớ lại cái đồ dùng của bố mẹ mình ở quê hoặc là ở quê thì giống vậy luôn. Đối với kiểu dáng này thì có một số những cái yếu tố mà đáng để mà chúng ta ngưỡng mộ. Thứ nhất đấy là đối với cả cái ấm này, nếu như mà để tót ạ, thì chắc chắn là cái tót là cái hướng như thế này. Và đây chính là cái được coi là hướng tâm, có nghĩa là cái gì tinh túy nhất, cái gì từ trong tinh mình mang ra để tách, đó là sự chân thành. Cái thứ hai là cái điểm rất là đặc biệt, và cái này rất là phù hợp uống trà. Đây được gọi là cân bằng tâm. Chân chân phải rất là tinh xảo và chính xác, phải rất tinh xảo và chính xác thì cái ấm nó mới đứng cân bằng như thế này. Với cái ấm thì đơn giản nó chỉ là cái ấm cân bằng và thể hiện kỹ năng của cá nhân, nhưng cá nhân em thì cho rằng điều này quyết định một cái giá trị văn hóa rất là sâu sắc. Chúng ta uống trà để chúng ta có những giây phút mà chúng ta lắng động, chúng ta có những giây phút để cân trọng tâm của chúng ta, và chỉ khi nào cân tâm chúng ta cũng bằng thì lúc này chúng ta có cái giá trị phần chính và của chúng ta. Cái điểm thứ ba là em nghĩ là đặc biệt đấy là nắp của ấm là có thể để cân bằng ngay như thế này, và không phải đoạn ấm nào cũng có thể hiện như thế này. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó là mỗi cục ấm hồng sang này thì chỉ đi liền với một cục nắp ấm. Và một cách khác, nếu nắp ấm không còn là mua một ấm hoặc là mới, và điều này là giá trị là tinh hoa đẳng cấp của thủy cung. Và một hôm trước báo cáo của chủ tịch là tổng thư ký thì điều này là... Thế thì trên đây là bản phách, tức là bản mô phỏng cái nội dung của nhân danh Thank you.